đối với chúng ta thì cái vấn đề quan trọng nhất về sức khỏe, gánh nặng về y tế, sức khỏe cộng đồng, đó là cái tần suất. Nếu cái bệnh nó chỉ có 1/200.000 ca, ví dụ như tăng áp phổi nguyên phát, thì cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng, về cái gánh nặng y tế nó không quan trọng. Trong khi đó cái bệnh ngưng thở khi ngủ, các anh chị đồng nghiệp thấy đó rất là cái tần suất nó rất là cao. Và như vậy là cái tần suất cao thì do vậy là mình phải chẩn đoán và điều trị kịp thời. Mà trước khi mà nói đến cái tần suất hoặc nói với chẩn đoán điều trị, chúng ta phải biết cái bệnh ngưng thở khi ngủ, tắc nghẽn khi ngủ là như thế nào. Ở đây chúng tôi nhắc lại từ tắc nghẽn là tại vì nó còn ngưng thở do cái phần não hay gọi là trung ương nữa, thì trong một số bệnh lý về thần kinh và cái một số trường hợp bệnh lý thần kinh cơ cũng làm ngưng thở, nhưng nó là cái bệnh lý khác và nó là di chứng của một số cái bệnh lý cơ bản. Cái bệnh mà ngưng thở khi ngủ hoặc là tiếng Anh nó gọi là obstructive sleep apnea, thì nó là cái hay gọi tắt là OSA, thì nó là cái phải có những cái cơn ngưng thở. Thế như vậy là cái ngưng thở nó phải kéo dài trên 10 giây, không có dòng khí đi ra đi vào, và do vậy người bệnh là phải gắng sức để mà thở. Thế là như vậy nó có cái hiện tượng là ngưng thở tắc nghẽn. Cái thứ hai nữa, như phần giới thiệu của thầy Diệu, chúng ta thấy cái bệnh này nếu mà không điều trị chúng ta thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà thật sự nó có một cái ảnh hưởng rất là nguy hiểm về lâu dài. Thế trong vòng 10 năm, 20 năm và thậm chí những cái ca mà nhỏ riêng lẻ nó đột tử, thì đó là những trường hợp mà quá nặng rồi, những trường hợp hiếm gặp. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái bệnh này thì các anh chị và quý vị đại biểu sẽ thấy nó cái hậu quả nó rất là nặng nề. Ví dụ chúng ta thấy giờ nếu mà ban đêm chúng ta mà ngưng thở, ngủ ngáy ban ngày, chúng ta ngủ quá mức làm việc không được, nghe như vậy nó ảnh hưởng tới trực tiếp về cái phần mà trí não của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái hiệu suất làm việc, như đây ở đây các thầy cô hay chúng ta là những nhà trí thức, thì cái công việc của chúng ta nhiều khi đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều, nên chúng ta ngồi một tí là buồn ngủ thì chúng ta làm việc không được. Do vậy tôi nói cái mà nếu mà chúng tôi mà để tăng cường cái công tác mà hiệu quả về xây dựng các văn bản pháp luật của Quốc hội, chúng tôi đo đăng ký giấc ngủ và điều trị, thì thật sự ngay cả trong Quốc hội các lãnh đạo các ủy ban chúng tôi cũng đã đo đăng ký giấc ngủ và đã điều trị. Do vậy nó ảnh hưởng ở đây, chúng tôi nói Quốc hội không phải là gì, nhưng mà đó là cái cơ quan mà họ hành nhiều nhất, ngày này qua ngày nọ, và nếu họ bị cái bệnh này thì thật sự cái năng lực mà phản biện hoặc là xây dựng các văn bản nó không có. Và do vậy chúng ta thấy đối với chúng ta, kể cả cái công việc trí thức, kể cả bác sĩ, y sĩ, mà chúng ta nếu có cái buồn ngủ như vậy thì cái cảnh giới của chúng ta không tốt trong cái quá trình mà điều trị người bệnh, mổ xẻ, chúng ta có thể có những cái sai sót, và đặc biệt là nó rối loạn về cái chuyển hóa đường, chuyển hóa mỡ, rồi các cái chúng ta thấy ở Việt Nam là cái clip mà chúng ta thấy, và kể cả video clip là nhiều nhất, đó là cái gì, cái mà đầu tiên không phải cái chuyện gì mà thu hút nhân tài rồi chính sách này nọ, mà đó là tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông, chúng ta thấy tai nạn giao thông là cái một trong những cái hậu quả của cái chứng ngưng thở khi ngủ. Và do vậy chúng ta thấy với những cái vấn đề như vậy, chúng ta thấy thật sự đây là một cái bệnh rất là nguy hiểm và nó phổ biến. Do vậy thì cái việc mà chẩn đoán và điều trị sớm, điều trị đúng nó rất là quan trọng. Về cái tần suất thì như vậy, tần suất chúng ta thấy là như vậy nó tăng dần. Lúc trước chỉ có 10%, 8%, 8% là cái nghiên cứu ở Mỹ, sau đó tới 14%, ở nam giới 5% ở nữ, thậm chí một số cái nghiên cứu kể cả ở các nước trong khu vực có những cái nghiên cứu báo cáo lên tới 60-80%. Tuy nhiên cái tần suất này nó không có đồng đều, nó không giống nhau, là tại vì cái cỡ mẫu nó nghiên cứu nó khác, công cụ để mà điều tra nghiên cứu nó khác. Do vậy cái tần suất mà tối thiểu chúng ta thấy là như vậy nó trên 10%, và đặc biệt là ở nam giới cao hơn ở nữ giới. Ở Việt Nam thì theo cái nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên gần 2.500 người bệnh ở tại Chợ Rẫy và ở tại Đà Lạt, thì trong cái slide tiếp theo chúng ta sẽ trình bày cái tần số chung ở người trên 18 tuổi là 8.5%. Tuy nhiên cái bệnh ngưng thở khi ngủ nó có một cái điều rất là nguy hiểm, đó là càng lớn tuổi thì cái tần suất ngưng thở khi ngủ nó càng tăng, và cái nguy cơ ngưng thở khi ngủ nó tăng. Và do vậy chúng ta thấy như vậy, giờ chúng ta không bị, vài năm sau chúng ta có thể là bị, và giờ chúng ta bị nhẹ thì lúc sau nó sẽ bị nặng hơn. Và cái chẩn đoán cái ngưng thở khi ngủ, khi nào cái chỉ số ngưng thở giảm thở phải trên 5 lần một giờ, thì cho tới nay 2019 thì cái chỉ số này vẫn dùng được coi như là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ngưng thở khi ngủ ở người lớn. Ở trẻ em thì chỉ trên 1, lớn hơn bằng 1 và đã có cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ở người lớn thì nếu
từ 5 đến 15 lần thì là nhẹ, 15 tới 30 lần là trung bình, trên 30 lần là nặng. Trong khi đó ở trẻ em từ 1 tới 5 là nhẹ, 5 tới 10 là trung bình, trên 10 là nặng. Rồi do vậy đây là cái chỉ số cho đến nay thì mặc dù là cập nhật 2019 nhưng cái chỉ số này vẫn không thay đổi, và nhất là cái tần suất ngưng thở khi ngủ rất là cao, cao trong một số bệnh, và nhất là cái bệnh mà tăng huyết áp kháng trị. Về tần suất của ngưng thở khi ngủ ở trên một số bệnh nhân, ở đây thì thật sự các chuyên ngành nào nó cũng có, kể cả chúng ta thấy thứ nhất là về ở bệnh nhân có cái bệnh lý về tăng huyết áp và tim mạch nha, trong các cái chuyên khoa tim mạch chúng ta thấy cái tỷ lệ nó cao nha, chứ không phải là chỉ trong hô hấp nó cao đâu, nó thấy nếu mà tăng huyết áp là kháng trị tới tăng gần 80%, rồi trong cái thiếu máu cơ tim, rồi trong bệnh mạch vành. Như vậy chúng ta thấy thì là chúng ta thấy như vậy là ở đây nó có nhiều cái chuyên khoa khác nhau, ở đây có kể cả bệnh nhân mà tiểu đường, nên là các bác sĩ về nội tiết chúng ta thấy cái tần suất nó rất là cao, và do vậy nó trên 50% khoảng 50% bệnh nhân có cái bệnh này thì chúng ta phải khuyến cáo bệnh nhân đo. Đặc biệt cái bệnh này tại sao đo, đo không phải là để biết, tại vì nếu bệnh nhân có tiểu đường mà ngưng thở khi ngủ, chúng ta điều trị tiểu đường nó không ổn định, HbA1c lúc nào nó cũng cao, là tại vì nó gây cái rối loạn về chuyển hóa, nó gây mất bù, nó gây đề kháng insulin, do vậy cơ chế nó khác với lại cái điều trị thông lệ. Hoặc là những bệnh nhân mà rung nhĩ, rối loạn nhịp tim, điều trị hoài thuốc uống nhưng mà không bao giờ chuyển nhịp về bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta điều trị ngưng thở khi ngủ thì lúc đó chúng ta có thể chỉ cần dùng thuốc không có thể là ổn định và duy trì được cái nhịp tim. Và do vậy cái việc mà chẩn đoán và điều trị sớm với ngưng thở khi ngủ, ta thấy nó là một cái vấn đề thời sự với cái tần suất như vậy. Ở đây chúng ta thấy cái tần suất mà cao nhất ở người Việt Nam có thể là nói là cái bệnh tăng huyết áp. Nhưng mà cái bệnh ngưng thở khi ngủ thì chúng ta thấy 60-70% người bị tăng huyết áp có bị ngưng thở khi ngủ rồi. Nếu mà tính ra thì như vậy cái tần số mà ước đoán ở ngưng thở khi ngủ, ta thấy nó chỉ có thua tăng huyết áp, nó cao hơn các bệnh khác. Và cái di chứng nó nặng nề hơn. Như vậy trong cái phần mà di chứng chứng nặng nề như thế nào thì ở đây thì mặc dù trong các thầy cô quý vị đại biểu thì chúng ta có nhiều cái mức độ về cái tiếp thu khác nhau, thì chúng tôi xin nói những cái gì mà chung nhất, có những cái gì mà đặc biệt cho chuyên ngành thì chúng tôi mới nhấn mạnh thêm. Thì thứ nhất về ảnh hưởng bệnh học thì nó như thế nào, chúng ta thấy muốn biết cái bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào phải hiểu cái bệnh này. Cái bệnh ngưng thở khi ngủ nó có một cái cơ chế bệnh sinh rất là chuyên biệt và rất là rõ ràng, chứ không phải mơ hồ. Chúng ta thấy hen bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó còn mơ hồ, tại nó nhiều cái cơ chế hen tăng bạch cầu ái toan, không tăng bạch cầu ái toan, tăng bạch cầu đa nhân trung tính, rồi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó đủ thứ do nhiễm trùng này nọ, chứ còn ngưng thở khi ngủ nó một cái cơ chế rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy thứ nhất là cái yếu tố mà các nước châu Âu đó là cái béo phì, và nó như vậy nó làm tăng cái tích tụ cái mô mỡ ở cái vùng hầu họng, và như vậy nó làm cho là thay đổi cái kháng lực ở cái vùng mà hầu họng khi ngủ. Và sau đó chúng ta thấy bên cạnh đó ở châu Á, ngay cả ở Việt Nam, chúng ta thấy tại sao cái tần suất ngưng thở khi ngủ nó cũng giống như ở châu Âu, châu Mỹ, tại vì chúng ta có cái về cái cấu trúc sọ mặt của chúng ta, và đặc biệt có một số trường hợp là chúng ta nhìn là chúng tôi mà nhìn có một số người chúng ta biết cái này nguy cơ ngưng thở khi ngủ cao, đặc biệt nếu mà chúng ta có cái chứng cầm lẹm, khi mà cầm mà lẹm vào thì cái lưỡi chúng ta khi ngủ chúng ta thường cái lưỡi nó khuynh hướng nó đổ ra sau, và do vậy chúng ta nhìn vào chúng ta cũng là đã biết được cái nguy cơ. Và cái thứ ba nữa là nếu mà ở trẻ em thì cái phì đại của amidan quá phát, rồi cái tuyến hành giang nó to, nó cũng làm tắc nghẽn cái đường thở, và do vậy là đây cũng là những yếu tố nguy cơ. Ở bên cạnh đó thì chúng ta thấy những cái trường hợp nó là tăng kháng lực đường thở, ví dụ những cái rối loạn về phản xạ, hoặc là giảm thông khí, hoặc là viêm nhiễm đường hô hấp tái đi tái lại, chúng ta thấy tất cả những cái cơ chế đó gây ra ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và khi ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cái hậu quả của nó thì chúng ta cứ nghĩ là nó ngưng thở nó gây ra cái hậu quả, không phải, đó là cái tình trạng mà khi nó ngưng thở như vậy có những cái đợt mà giảm oxy, nó cứ giảm rồi tăng oxy, giảm tăng oxy, giảm tăng oxy như vậy, nó tạo ra những cái gốc oxy hóa và cái đó tấn công vào toàn bộ cơ thể của chúng ta, tấn công vào mô mỡ, tấn công vào cái tế bào nội mạc mạch máu, nó tấn công vào da, nó tấn công vào não, rồi chúng ta thấy là như vậy nó gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Đối với cái hình này thì chúng tôi sử dụng lại nguyên mẫu vừa rồi báo cáo với cái hội nghị giấc ngủ châu Á và ASEAN, thì ở đây thì chỉ có để
do chúng ta thấy thứ nhất là những cái yếu tố thuận lợi như là béo phì, cấu trúc sọ mặt, nó gây ra cái ngưng thở khi ngủ, và chúng ta thấy cái đầu tiên là nó gây ra ngáy. Ở đây nếu chúng ta ngáy là nó là cái mức độ nhẹ của ngưng thở khi ngủ. Tại vì ngưng thở thì chúng ta không còn nghe tiếng ngáy. Ví dụ chúng ta đang nghe ngáy, ngáy ngáy rồi xong ngưng thở, rồi ngáy rồi xong ngưng thở, thì chúng ta thấy đó là những người bị ngưng thở khi ngủ. Có những người ngáy nhưng mà chưa ngưng thở, nhưng mà diễn tiến dần dần nó sẽ ngưng thở. Và khi ngưng thở chúng ta thấy ngưng thở tắc nghẽn thì nó làm tăng, làm giảm oxy, tăng thanh khí. Và cái quan trọng nhất của ngưng thở khi ngủ, nó không phải ở tại chỗ đó mà nó ảnh hưởng trên não. Khi chúng ta ngưng thở như vậy thì cái cơ chế phản xạ của não nó làm tạo ra những cái vi thức giấc. Vi thức giấc ở đây có cái từ tiếng Anh là arousal, đó là vi thức giấc. Cái vi thức giấc nó làm cho giấc ngủ của chúng ta bị phân mảnh. Ví dụ như bình thường người trưởng thành vi thức giấc nó dưới 15 lần trong một giờ. Cái vi thức giấc nó làm cho chúng ta là hơi. Tại giấc ngủ chúng ta có 4 giai đoạn: giấc ngủ nông, rồi giấc ngủ sâu. Thì trong giấc ngủ sâu thì có mơ, không có mơ. Và khi chúng ta ở trong cái giai đoạn mà giấc ngủ mà sâu, và có các vi thức giấc làm cho chúng ta là giấc ngủ trở lại là nông. Và cái vi thức giấc đây là một cái phản xạ để mà điều chỉnh cái sự gắng sức hô hấp. Do vậy chúng ta thấy nó ảnh hưởng đầu tiên nhất là tại sao cái chất lượng giấc ngủ nó lại giảm ở trong bệnh nhân ngưng thở khi ngủ? Tại vì nó làm cho giấc ngủ chúng ta phân mảnh, và do vậy nó mệt mỏi. Và chúng tôi nói thật sự cái tình trạng mà mệt mỏi do ngưng thở khi ngủ nó là một cái, nó ảnh hưởng rất nhiều tới tính khí, tâm thần kinh, và thậm chí có những người hoảng loạn. Và ở đây chúng tôi đã điều trị với những người coi như là sau khi điều trị đúng và hiệu quả, người ta thấy giống như là thay đổi một cái cuộc đời mới. Và do vậy chúng ta thấy là cái bệnh này nó có một cái gánh nặng rất là đặc biệt, là nó ảnh hưởng trên trí não. Chứ giờ chúng ta suy tim, suy hô hấp thì chúng ta thở oxy, chúng ta hạn chế đi lại, nó cũng không vấn đề gì. Nhưng cái bệnh này nhiều khi ngồi đâu chúng ta cũng ngủ, không có làm việc gì được. Thế thành thử là nó có cái ảnh hưởng tới trí não rất là nặng nề. Và như vậy ở đây chúng tôi tóm được là như vậy, cái bệnh ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ, các chị đồng nghiệp và các quý vị đại biểu, ngưng thở mà gây ung thư, ngưng thở gây ung thư. Ung thư da đã được chứng minh rồi, nên là đã được chứng minh cái nhiều loại khác nữa, nhưng mà cái ung thư da người ta đã có cái mối liên hệ với ngưng thở khi ngủ ở trên người chứ không phải là trên thực nghiệm. Thứ hai nữa, nó làm tăng thoái hóa tế bào thần kinh ở não. Cái này thì dễ hiểu, nó giảm oxy, nên do vậy nó làm cho cái tế bào não có thiếu oxy liên tục. Như vậy nó làm cho mình thoái hóa, và như vậy dần dần có thể nó làm cái giảm trí nhớ, mất trí nhớ, là Alzheimer trong cái quá trình mà tiến truyền về cái tuổi thọ của mình. Tăng huyết áp thì cái phần này thì hiển nhiên là tiến sĩ Tấn sẽ trình bày với chúng ta đầy đủ hơn. Một số bệnh lý tim mạch và bệnh chuyển hóa. Có một số người tăng đường, tăng mỡ điều trị hoài, mỡ tăng cholesterol điều trị hoài, nó không về bình thường, nhưng mà tại vì ngưng thở khi ngủ. Do vậy phải điều trị ngưng thở khi ngủ trước, rồi sau đó là thậm chí điều trị ngưng thở khi ngủ mà đúng thì cái chuyện mà mở có thể trở lại bình thường một cách tự nhiên. Và như vậy cái hậu quả cuối cùng là trên tim mạch, đây là cái từ cardiovascular disease. Thì về ở đây thì cái cơ chế của nó chỉ nhắc lại thôi, thì chúng ta thấy nó tăng cái hoạt hóa của hệ giao cảm. Một cái hiện tượng viêm ngưng thở khi ngủ là một bệnh viêm toàn thân, và thậm chí người ta thấy nó làm tăng các cái protein gây viêm như các cytokine, hay cụ thể đó là các interleukin, trong đó interleukin 6 nó giống như cái bệnh hen. Và do vậy người ta thấy là như vậy cái bệnh này nó không phải là một cái bệnh tại chỗ mà nó gây viêm toàn thân. Cái chất interleukin mà nó tăng lên thì nó gây viêm ở nhiều cơ quan khác nhau. Và do vậy cái bệnh này, cái cơ chế sinh bệnh chúng ta thấy nó rất là rõ ràng. Và đặc biệt ngưng thở khi ngủ làm kháng với insulin. Nếu kháng với insulin thì chúng ta điều trị tiểu đường, đầu tiên là nó gây ra rối loạn chuyển hóa đường, và sau đó gây tiểu đường. Do vậy chúng ta có điều trị chúng ta chưa chắc đã đáp ứng. Và sau cùng thì cái gốc oxy hóa tấn công vào các cái mạch máu. Đặc biệt ở đây thì nó liên quan tới nam giới. Người ta đã nghiên cứu ở tại Mỹ, ngưng thở khi ngủ tổn thương tế bào nội mạc ở mạch máu, đặc biệt là ở thể hang, các mạch máu thể hang, làm cho chúng ta là bị yếu sinh lý sớm, và thậm chí là nếu mà điều trị thì nó cải thiện về cái chức năng sinh lý của nam giới. Ở nữ giới thì thật sự cũng chưa có ai nghiên cứu về nữ giới cái ảnh hưởng về cái ngưng thở khi ngủ vào cái tiền mãn kinh và miệng mãn kinh sớm, cũng chưa có ai nghiên cứu. Chứ ở nam giới đã khẳng định là liên quan tới cái vấn đề về cái hoạt động sinh lý ở nam. Và như vậy thì chúng ta thấy là về ngưng thở khi ngủ, nó gây ra biến chứng cố về tim mạch rất là nhiều. Chúng ta thấy
Như vậy về cơ chế như thế nào, chỉ có một cái chuyện mà giảm oxy rồi tăng cái hoạt hóa hệ vô cảm, thì ở đây chúng ta thấy các tác giả cũng đã công bố được này, cái cơ chế rất là rõ ràng, thậm chí là tăng tiền tải, tăng hậu tải của tắc trái tắc phải, chúng ta thấy ở đây đầy đủ hết. Và như vậy chúng ta thấy là cái cơ chế của sinh bình học của ngưng thở khi ngủ mà trong cái bệnh tim mạch nó là được hiểu biết rất là đầy đủ. Giờ cái còn lại của chúng ta là chẩn đoán và điều trị. Chứ có nhiều cái cơ chế không rõ, nhiều khi chúng ta cũng không biết, chẩn đoán ra cũng không biết cái này có liên quan hay không, nhưng mà cái cơ chế ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và như vậy ở đây và cái hậu quả của nó, ví dụ chúng ta thấy tổn thương các cái cơ quan đó, mà nhất là cái về hệ thống tim mạch, tim mạch máu co thắt mạch máu tạo tăng tạo huyết khối, chính vì vậy nó có một cái mối liên quan rất là chặt chẽ giữa ngưng thở khi ngủ và đột quỵ, nó do nó tạo thành những cái huyết khối ở não. Và như vậy chúng ta thấy là nó tăng cái hậu tải của thất thải, do nó co thắt mạch máu tại thiếu oxy rất khoảng, như vậy làm động mạch phổi nó co thắt, và như vậy cái thất thải phải tăng co bóp, như vậy lâu ngày nó làm tăng gánh thất thải. Như vậy ngưng thở khi ngủ là một trong những nguyên nhân gây tăng áp động mạch phổi và được xếp loại trong cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Và sau đó thì chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề khác, ví dụ như co tăng cái hoạt tính vô cảm, là tăng cái áp, nó làm tăng cái kháng trở mạch máu, và như vậy tim thì co bóp nhiều hơn. Và như vậy chúng ta thấy cái bệnh này thấy nó rất là đơn giản, ai cũng bị, thậm chí chúng tôi nói mà chỉ trong vòng khi chúng ta đi họp hoặc là chúng ta dự hội thảo mà chỉ sau 15 chưa tới 15 phút mà chúng ta đã có buồn ngủ rồi, chúng ta chứng tỏ cái chất lượng giấc ngủ trong đêm chúng ta kém. Trừ đêm qua chúng ta nhiều khi coi đá banh xong chúng ta đi bão đi rồi thành thử là chúng ta thức suốt đêm thôi. Nếu đêm hôm qua chúng ta coi như ngủ đúng 10 giờ, ngủ đúng 6 tiếng, 8 tiếng thì hơi nhiều, 6 tiếng mà giờ chúng ta buồn ngủ là chứng tỏ là chúng ta có cái rối loạn về giấc ngủ, mà cái thường gặp nhất là ở trong cái nghề nghiệp của chúng ta đó là ngưng thở khi ngủ. Và như vậy chúng ta thấy cái hậu quả của ngưng thở khi ngủ, nếu mà ở đây là chúng ta thấy cái tai biến mà tử vong do cái bệnh tim mạch hay ngừng thở khi ngủ mà nặng, cái đường màu đỏ lên cao lắm, mà nếu điều trị kịp thời bằng CPAP nó về bình thường, thấp hơn bình thường. Và do vậy chúng ta thấy cái chuyện nó là một cái, đây là cái nghiên cứu là rất là lớn và kéo dài trong nhiều năm, do vậy người ta đã thấy được cái vấn đề này. Và nếu các cái biến cố mà không tử vong thì chúng ta thấy là như nó tăng bên, nếu mà không có ngừng thở thì chúng ta thấy là nó chỉ có thấp chưa tới 5% mà lên 35%, tăng gấp 7 lần. Thì chúng ta thấy như vậy cái bệnh này nó rất là nguy hại. Do vậy cái việc mà nhận biết và điều trị sớm nó rất là tốt. Và nếu mà tính mà lo dài hơn nữa, tính 20 năm sau, ví dụ giờ mình bị, ví dụ như do trẻ 40 tuổi bị, nó không biết cái bệnh này nó có ảnh hưởng gì, giờ tôi chẳng thấy cái gì hết. 20 năm sau thì chúng ta thấy nếu chỉ số trên 30 lần thì cái tỷ lệ sống còn sau 20 năm thì chúng ta thấy là coi như là nó chỉ còn cái khoảng chứa này là nó chỉ còn có, nếu mà tính từ dưới lên là chúng ta còn có 60% và 40% chắc chắn chúng ta tử vong do tất cả các cái biến cố do cái hậu quả của bệnh. So với nếu mà chúng ta không bị, hoặc là chúng ta dưới năm là không bị, sau 20 năm chúng ta tỷ lệ tự sống còn của chúng ta là 95-96%, chứ còn nếu mà bị cái này thì chúng ta không điều trị chỉ còn có 60%. Thì chúng ta thấy nếu mà nhìn lại do cái bệnh này nó kéo ảnh hưởng về lâu dài, do vậy chúng ta nhiều khi chủ quan hoặc là chúng ta cũng không có quan tâm lắm. Và mới đây thì trong năm 2019 thì cái hội tim mạch của Mỹ đã ra khuyến cáo, nếu những cái trường hợp nào bệnh nhân có bệnh tim, ở đây chúng tôi không có đi sâu nhiều, chỉ nói một trình bày qua cái sơ đồ này, nếu có cái bệnh tim, ví dụ là các dạng của cái bệnh, ví dụ tăng huyết áp, bệnh tim mạch đó, rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh, nhịp chậm, bệnh lý mạch vành, và tăng người có nguy cơ tử vong cho tim mạch, thì nếu có nghi ngờ thôi chứ chưa phải có triệu chứng, thì phải đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán. Thì chúng ta thấy như vậy cái khuyến cáo rất là cụ thể, tất cả những trường hợp có bệnh tim mạch, và trong đó cái đầu tiên của người ta là tăng huyết áp. Cái phần này tiến sĩ Tâm sẽ trình bày rồi sẽ rất là hay, GNC7, GNC8 về khuyến cáo tăng huyết áp, thì đưa 7 thì đưa cái huyết áp ngưng thở khi ngủ là một trong cái tăng huyết áp thứ phát, và sau đó là 8 thì có thể đưa thấp ở dưới 1 tí. Và đó là cái hậu quả trên bệnh tim mạch. Và đối với chúng tôi cũng là chuyên ngành về hô hấp thì nó ảnh hưởng như thế nào, chúng ta thấy cái từ đầu tiên hội chứng trồng lấp
đó là để dành cho cái bệnh nhân gọi, đó là cái tên gọi của người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị ngưng thở khi ngủ, chứ không phải trầm lắc cái hen rồi sau này người ta mới sử dụng cái từ đó đâu. Và như vậy trong cái bệnh hô hấp, cái ngưng thở khi ngủ nó cũng chiếm tỷ lệ rất là cao. Ví dụ như là trong hen, hai cái bệnh nó đều có tắc nghẽn hết. Thế mà cuối cùng cái cơ chế bệnh sinh ở đây chúng tôi không đi vào chi tiết mà chỉ giới thiệu như là hai cái bệnh này là nó có chung một cái số cái cơ chế chung, và do vậy cái tần suất nó cao. Rồi giờ mình nói thực tiễn ở Việt Nam, cái ở đây là mình công bố, tôi có cái một điều rất là lạ, tôi cũng có nghiên cứu nhiều cái trên PubMed, và chúng tôi thấy ngồi trong hôm qua chúng tôi ngồi hội đồng chuyên khoa 2 cao học, thấy không ai trích dẫn. Hiện nay nếu mà lên trên PubMed mà search ra mà có công bố tần suất bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam đang 2009 thì chỉ có cái nghiên cứu chúng tôi làm ở trên tại Lâm Đồng. Rồi cái hen cũng vậy, không ai trích dẫn hết, trích dẫn ở đâu đâu xa xa này, lấy một cái tầng, một cái nước nào gần để mà ước đoán cái tần số, tần suất của mình. Chúng tôi nói về cái ngưng thở khi ngủ thì ở đây là nghiên cứu, cái đề tài này là đang của một nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ và đã đăng trên cái tạp chí ISA. Và như vậy chúng ta thấy tần suất ngưng thở khi ngủ ở trẻ bị hen nó cao lắm, 65.9% ở trẻ hen. Tại sao nó cao? Ở trẻ này nó bị hen thì nó vừa cái bệnh hen, và ở trẻ, những cái trẻ này đã loại trừ là bị cái amidan quá phát rồi, do vậy nó chỉ còn hen, chúng ta thấy rất là cao. Nhưng thì tại sao thì cái cơ chế nó chung với nhau, và đặc biệt cái chuyện mà nghiên cứu không phải biết tần suất, mà tại vì nếu mà trẻ mà bị hen mà bị ngưng thở khi ngủ, nó làm cho hen mất bù, khó kiểm soát, và đây là một cái bệnh đầu mắt, do vậy là phải nghiên cứu, phải đo để mà điều trị. Và đặc biệt nhất trong cái nghiên cứu này sử dụng cái kháng leucotriene, cái montelukast, nó là một cái điều trị mà nó có hai cái đích nhắm khác nhau. Nó vừa là điều trị hen, tại cái kháng leucotriene là điều trị hen, nhưng mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy là dùng kháng leucotriene nó làm giảm cái phì đại, cái vùng các cái tuyến hành nhân, và do vậy nó cũng giúp cho giảm ngưng thở khi ngủ, và trong cái kết quả điều trị này thì nó có hiệu quả. Và đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào thì trong cái nghiên cứu chúng tôi đăng trên tạp chí hô hấp của Canada thì có cái, ở đây là một chứng trầm lắng hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên ở trong cái nghiên cứu này thì cái chuyện mà ngưng thở khi ngủ nó chỉ là một cái chỉ số để đánh giá. Thì trong cái nghiên cứu này thấy nếu mà cái người mà bị cái hội chứng trầm lắng thì nó tăng nguy cơ, bị hội chứng trầm lắng nó tăng nguy cơ cái ngưng thở khi ngủ lên tới 3.4 lần. Và như vậy chúng ta thấy là có cái mối liên quan. Và như vậy là nếu mà ngưng thở khi ngủ mà chúng ta mà có cái hội chứng trầm lắng thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó cao hơn so với người bình thường. Về cập nhật chẩn đoán về cái ngưng thở khi ngủ trong năm 2019 thì cũng xin thưa quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp và quý vị đại biểu, thì trong năm 2019 chúng ta không có cập nhật về cái địa chẩn đoán, và chẩn đoán chúng ta chỉ có về điều trị. Chẩn đoán hiện nay cũng theo cái khuyến cáo 2015 của Viện Giấc Ngủ Hoa Kỳ. Và như vậy trong cái khuyến cáo của Viện Giấc Ngủ Hoa Kỳ 2015, 2017 thì được một số các tác giả, được một cái nhóm nhà khoa học đã cập nhật thêm một số cái vấn đề về chẩn đoán, và cho tới nay cái kết luận cuối cùng đó là chẩn đoán ngưng thở khi ngủ có làm bằng cách gì làm, có thể là bản câu hỏi dựa vào triệu chứng lâm sàng, nhưng mà muốn điều trị thì phải đo đa ký giấc ngủ, và cái tối thiểu nhất là đa ký hô hấp. Và do vậy là cái phần mà chẩn đoán thì chúng ta vẫn phải dựa trên cái đa ký giấc ngủ, và đây là cái lưu đồ trong cái mà các bước mà chẩn đoán. Ở đây chúng tôi cắt ra làm hai thì nó cũng tương đối khó thấy. Chúng ta thấy nếu mà có nghi ngờ ngưng thở khi ngủ và như vậy xem thử những bệnh nhân này nó có chỉ định và nó là cái triệu chứng và nó có cái nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ mức độ trung bình hoặc nặng, ví dụ như là buồn ngủ ban ngày có thang điểm đo rồi hoặc là chúng ta thấy là những người mà làm việc khó tập trung, trẻ em coi như là coi như học hành mâu quên, thay đổi tính tình, hiếu động rồi trầm uất vân vân, thì lúc đó là chúng ta phải xem thử là bệnh nhân có những cái triệu chứng này hay không. Đối với các nhà tim mạch, các nhà nội khoa, xem thử những bệnh nhân này có những cái vấn đề về tim mạch hay không, ví dụ như có những cái vấn đề về tim mạch, rồi những có những cái vấn đề về nguy cơ của rối loạn về giấc ngủ, ví dụ giảm thông khí phế nang khi ngủ hoặc đang dùng các thuốc
giảm đau áp phì, thuốc an thần, thuốc ngủ, thì chúng ta phải đo đạc cái giấc ngủ, tại vì những cái đó nó làm tăng nguy cơ ngừng thở khi ngủ. Và nếu có thì chúng ta phải đo đạc cái giấc ngủ, và nếu không thì thôi chúng ta là theo dõi đánh giá, và có thể là đánh giá bằng các cái bộ công cụ theo dõi về giấc ngủ, sau đó chúng ta đánh giá lại nếu sau đó chúng ta thấy các cái triệu chứng của ngưng thở khi ngủ rồi ra cái giấc ngủ mà chúng ta đo thấy nó có, thì lúc đó là chúng ta thấy là phải bước qua cái bước tiếp theo là phải điều trị. Đây chúng ta thấy cái điều trị, cái tiêu chuẩn vàng của nó là như vậy, là chúng ta chỉ dùng đa ký giấc ngủ, và sau đó nếu điều trị thì chúng ta phải điều trị tùy theo cái mức độ. Nhưng mà cái mà thông dụng nhất mà tương đối chấp nhận được thì dễ nhất đó là điều trị bằng cái thở áp lực dương. Và tuy nhiên thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy nếu mà bệnh nhân mà coi như là nếu mà không có điều kiện điều trị hoặc là những trường hợp nghi ngờ thì chúng ta có thể là đánh giá kiểm tra lại, chứ còn mới đo một lần thì chúng ta thấy có cái sự bất tương quan giữa lâm sàng và cái kết quả đa ký giấc ngủ. Tại vì đa ký giấc ngủ thì chúng ta thấy là muốn đo là phải có và đọc kết quả phải có các chuyên gia về đa ký giấc ngủ. Và hiện nay thì cái vai trò mà để mà đào tạo huấn luyện các bác sĩ chuyên ngành thì như vậy là như vậy có cái hội y học giấc của Việt Nam thì chúng tôi làm cái nhiệm vụ đó, phối hợp với các trường đặc biệt trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tôi nói trong cả nước thì chúng tôi làm việc với rất là nhiều trường, cũng cố vấn cho các một số các cái nội dung về khoa học, nhưng mà trường là hiện nay thì cái nơi mà phát triển mạnh nhất về cái ngưng thở khi ngủ có tính hàn lâm đó là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Còn lại thì cái nhóm của chúng tôi, các cái hội giấc ngủ sau ra đời trong cái thời gian tới sau khi có quyết định thì nó nằm tất cả bác sĩ chuyên gia, nhưng mà nó nằm ở rải khắp 63 tỉnh thành, và trong đó thì cũng có các thầy cô, cũng có các bác sĩ chuyên ngành, nhưng mà nó để chính thức cho đào tạo và giảng dạy cũng như là để hội thảo ở trong trường đại học chúng tôi. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là thứ nhất, thứ hai Y khoa Hải Phòng. Ở đó chúng tôi có những cái người cũng làm về cái giấc ngủ, người vừa đàn em vừa nghiên cứu sinh vừa những người đồng nghiệp, nên là hai nơi mà phát triển mạnh nhất. Còn lại thì ở các trường đại học thì hiện nay cũng chưa có chú trọng về cái lĩnh vực này. Đây là một cái máy đa ký, báo cáo với thầy Diệu là cái máy này cũng của Philips, nhưng mà cái máy này được cái là đeo trên người, có thể là đo tại nhà. Đây là đo tại nhà bệnh nhân, và như vậy là chúng ta có thể là đo tại nhà ngoài cái chuyện mà bệnh nhân phải đến. Về cái kết quả mà đa ký giấc ngủ thì ở đây ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng có một số các bạn là cũng đã nắm rất là vững về cái kỹ thuật mà đọc kết quả cũng như là phân tích kết quả. Thì ở đây chúng ta thấy cái dòng khí, ở đây chúng ta thấy cái dòng khí tôi nói nhanh hơn, ở đây cái dòng khí nó không có mà chuyển động ngực bụng nó vẫn có, và sau cuối thì thở ra thì cũng nó phải gắng sức thở mạnh hơn nhé. Và như vậy chúng ta nó khác với ngưng thở là do cái phần não. Não thì nó có những cái gì nó cũng mất hết, cũng không có chuyển động ngược bụng không gì hết, nhưng mà do tắc nghẽn thì nó vẫn còn cái chuyển động ngược bụng, tại vì vẫn phải người bệnh vẫn gắng sức để mà thở. Tuy nhiên cái gắng sức đó nó chưa có đủ mức để mà vượt qua cái sự tắc nghẽn, và khi có cái gắng sức trở lại thì lúc đó là nó mới vượt qua được cái tắc nghẽn và người bệnh thở trở lại. Thì đây là cái phần mà chính mà chúng tôi cũng muốn cập nhật trong cái buổi hôm nay. Như vậy trong 2019 thì chúng ta có cập nhật về điều trị như thế nào, thì may mắn là trong năm 2019 thì Viện Giấc Ngủ của Hoa Kỳ cũng đã cập ra một cái khuyến cáo hay một cái đồng thuận về cái điều trị thở máy áp lực dương ở người trưởng thành bị ngưng thở khi ngủ. Đối với trẻ em thì thật sự ở đây thì có các bác sĩ tai mũi họng, thì trẻ em ngưng thở khi ngủ thì giải quyết cái vùng hầu họng, các amidan, não VA thì nó đơn giản, người lớn khó. Trẻ em mà cho thở CPAP thật sự nó cũng là rất là hiếm hợp, trừ một trường hợp đặc biệt. Tại hiện nay chúng tôi cùng cái nhóm phổ Việt có một cái bệnh nhân là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, nhưng mà hiện nay đang sống ở đây, phải vừa thở CPAP vừa thở oxy, tại vì không phẫu thuật được, do cái bất thường về cái bẩm sinh và nó gây ra cái ngưng thở khi ngủ, và nó không kể cả là phải điều trị phối hợp cả hai cái. Như vậy trong cái năm 2019 thì chúng ta thấy cái guideline như vậy, cái đồng thuận của Mỹ thì họ có hướng dẫn như thế nào trong cái điều trị. Thì thứ nhất là họ đưa ra một cái lưu đồ về chẩn đoán nha. Lưu đồ như vậy là chúng ta thấy như vậy là đã sau khi mà chúng ta đã chẩn đoán xong cái bệnh
Và như vậy chẩn đoán xong thì chúng ta phải làm đa ký giấc ngủ. Và thấy cái đa ký giấc ngủ có kết quả thì nó phải ảnh hưởng, thứ nhất là buồn ngủ ban ngày nè, ảnh hưởng tới chất lượng sống, có yếu tố nguy cơ tim mạch thì lúc đó chúng ta bắt buộc là phải điều trị. Thế còn những trường hợp còn lại chúng ta có thể là cân nhắc, nếu mà đo ra ngưng thở khi ngủ trên 30 lần nhưng mà không có triệu chứng gì hết, ví dụ phát hiện một cách tình cờ tầm soát thì chúng ta cũng chưa có cái quyết định điều trị. Tuy nhiên nếu mà đã có những cái yếu tố mà nguy cơ thì chúng ta bắt buộc phải điều trị, thậm chí ngưng thở khi ngủ ở bên Mỹ ở người bệnh nhân suy tim chỉ số là vùng dưới 30 lần người ta đã điều trị rồi, suy tim thì chỉ cần 20 lần người ta điều trị. Và do vậy thì chúng ta thấy nếu có cái bệnh đồng mắt thì sau khi mà đo xong thì chúng ta phải có cái quyết định điều trị và cũng phải xem xét như vậy bệnh nhân này có thể là điều trị bằng CPAP là cái điều trị tốt nhất không, có những trường hợp thì nhẹ hơn dụng cụ đưa hàm dưới ra trước. Do vậy là trước khi quyết định điều trị CPAP thì phải có cái hội chẩn, nghe cái hội ý đa chuyên khoa. Riêng cái hội chứng ngưng thở khi ngủ chúng tôi nói cái thành phần mà để hội chẩn đó còn đông nhất nó tới 7 bác sĩ. Cái bác sĩ về tâm thần kinh, nó để ảnh hưởng tới tâm sinh lý, bác sĩ về tai mũi họng, bác sĩ về hô hấp, bác sĩ về tim mạch, bác sĩ về nội tiết, chuyên gia về giấc ngủ, bác sĩ về răng về xin lỗi là tai mũi họng. Và trường hợp mà nếu mà nó liên quan tới cái cấu trúc hàm mặt, bác sĩ răng hàm mặt để có sự có bổ sẻ kéo cầm để dưới ra. Do vậy chúng ta thấy cái bệnh này nó là đa chuyên khoa nhất. Và do vậy khi mà quyết định điều trị thì chúng ta phải làm như vậy, phải loại trừ là những cái can thiệp được. Và khi mà chúng ta quyết định điều trị CPAP, khi chúng ta quyết định điều trị CPAP thì cái quan trọng nhất của chúng ta là nếu không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta dùng ô tô CPAP. Và nếu yếu tố nguy cơ, nếu có bệnh phổi, bệnh đồng mắt đi kèm thì lúc đó phải điều chỉnh cái áp lực nó thay đổi như thế nào. Và như vậy là chúng ta thấy có cái phần mà quan trọng nhất chúng ta không để đảm bảo cho bệnh nhân tuân thủ điều trị và cái điều trị hợp có hiệu quả, đó là phần giáo dục sức khỏe bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân. Và như vậy cái phần cập nhật điều trị của cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trong năm 2019 thì chúng ta thấy thứ nhất là vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc chung nhé. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là gì, chúng ta phải giải quyết dấu hiệu triệu chứng của ngưng thở khi ngủ. Cái mục đích đầu tiên mà điều trị là chúng ta có điều trị các phương pháp gì khác nhau, CPAP hoặc là dụng cụ đưa hàm dưới ra trước hoặc là can thiệp phẫu thuật. Thì sau đó nếu người ta ngáy rồi người ta có cái buồn ngủ ban ngày quá mức thì bắt buộc nó phải giải quyết được cái chuyện này. Thế chứ còn nếu mà cái chúng ta can thiệp xong, điều trị xong mà giải quyết không được là coi như chúng ta thất bại. Và do vậy cái đầu tiên là chúng ta phải giải quyết cái dấu hiệu triệu chứng của ngưng thở khi ngủ. Thứ hai đó là cái quan trọng nhất là phải giải quyết cái chuyện 1/3 cuộc đời của chúng ta là ngủ. Do vậy chúng ta phải đảm bảo được cái thời gian ngủ, mất ngủ, rối loạn giấc ngủ liên quan tuổi thọ đã được khẳng định. Và chưa kể chúng ta thấy loạt các cái hiệu quả, kể cả da dẻ chúng ta đang đẹp như vậy, chúng ta mất ngủ nhiều quá, ngưng thở nhiều quá, nó cũng làm ảnh hưởng tới da dẻ của chúng ta, làm cho chúng ta là mâu già, rồi các gốc óc xích hóa nó tăng ra, nó làm tạo nhiều nếp nhăn. Thế rồi thậm chí nếu mà chúng ta có cái tăng sắc tố melatonin nó gây ung thư hóa này. Và do vậy chúng ta thấy là cái chuyện mà điều trị nó phải giải quyết cái triệu chứng và trong đó cải thiện chất lượng giấc ngủ. Và có một cái điều mà cho chúng tôi có nói về cái chỉ số, nó gọi là chỉ số mà vi thức giấc, nó rất quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nói tôi ngủ được nhưng mà khi đo đa ký giấc ngủ ra chúng ta thấy cái chỉ số vi thức giấc nó cao, chứng tỏ giấc ngủ của chúng ta nó bị phân mảnh, chúng ta cái não của chúng ta nó bị thức liên tục. Và những người chúng tôi có điều trị giấc ngủ cho rất là nhiều bệnh nhân trong Nam ngoài Bắc, khi họ nói họ không ngủ được gì hết nhưng mà khi mình đo ra đa ký giấc ngủ mình thấy chỉ số vi thức giấc của họ cao, giấc ngủ nông, thì những người mà mất ngủ chẳng qua là giấc ngủ họ nông, họ không ngủ sâu được vì trong một tiếng họ có thể là 40-50 lần mà cái não nó thức giấc một lần, như vậy nó kéo dài chúng ta thấy 1-2 giây hoặc là nửa giây, và nó làm cho cái giấc ngủ của chúng ta bị phân mảnh. Do vậy ngủ đủ vẫn mệt mỏi, mà nó có những người tối ngủ 6 tiếng, 8 tiếng ban ngày vẫn mệt mỏi, thậm chí ngủ xong cũng mệt mỏi, tại khi ngủ nó có cái rối loạn, và cái quan trọng nhất ảnh hưởng tới giấc ngủ đó là cái ngừng thở khi ngủ. Chứ còn chúng ta nó mất ngủ, chúng ta mệt mỏi là cái chuyện bình thường. Nên ngủ được, ngủ nhiều mà vẫn mệt mỏi, chúng ta cái đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đó là bị ngừng thở khi ngủ. Do vậy thì chúng ta thấy là
cái việc mà tầm soát và chẩn đoán điều trị rất là tốt. Chúng tôi đã thật sự ở đây và ngay cả chúng ta cứ không cần phải đo, nhưng mà thật sự để điều trị, cái điều trị tốn kém, kéo dài. Và do vậy chúng ta phải đo, chứ còn có những cái điều trị đơn giản. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta buổi trưa và chúng ta sau khi ăn chúng ta buồn ngủ, đi trên xe, mới lên xe ngồi chạy chưa được nửa tiếng chúng ta đã ngủ ngáy phò phò rồi. Tất cả đó là những cái triệu chứng của chúng ta bị cái ngừng thở khi ngủ. Trừ tối mới thức khuya, ngày buồn ngủ là bình thường. Và do vậy là chúng ta thấy có những cái triệu chứng rất là đơn giản rồi dễ phát hiện. Cái thứ hai là điều trị làm sao đó thì cái chỉ số ngừng thở giảm thở này nó phải về dưới, mình đặt cái dưới bình thường là dưới 5, nhưng mà thôi nếu nó lúc đầu trước khi điều trị nó 30-35, sau khi điều trị nó 5, nó 7, nó 10 thì cũng không sao. Như vậy nó cũng có hiệu quả, tại cái chỉ số ngừng thở khi ngủ là cái chỉ điểm của cái mức độ nặng, nên là tiêu chuẩn chẩn đoán ngừng thở khi tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng hay nhẹ hay trung bình. Cho nên chỉ số này mà giảm là nó một cái cải thiện. Rồi sau đó có bảo hòa cái oxy tốt, cái này thì cũng dễ hiểu, khi mình ngủ giảm oxy khi cái giai đoạn ngưng thở. Và đây là một cái bệnh phải tiếp cận như bệnh mãn tính, điều trị dài hạn, đa chuyên khoa và lợi ích khi đã điều trị thành công, giảm chi phí việc sử dụng chăm sóc y tế do các bệnh tim mạch hay do một số cái ở đây chúng tôi không nói đến, là tại vì cái vấn đề này cũng mới, một số người bị sơ phổi. Nếu chúng tôi cũng chữa sơ phổi cho một số bệnh nhân, người ta sơ phổi nhưng mà không biết rằng cái đó là nguyên nhân nó bị trào ngược dạ dày thực quản. Đây là cái lĩnh vực của cô Khánh Tường, chúng tôi không đi sâu vào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái dịch dạ dày nó vào phổi nó gây sơ phổi. Và do vậy chúng ta thấy ngưng thở khi ngủ gây trào ngược dạ dày thực quản. Và như vậy khi là cô Khánh Tường chẳng nói cái gợt là phải là bây giờ phải đo là khi giấc ngủ có trào ngược hay không, chứ tự nhiên xong mà lúc trước không bị, giờ tự nhiên nó trào ngược. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà có tự nhiên chụp hình lên thấy có cái thâm nhiễm sơ hóa phổi, sơ phổi, và như vậy thì nó có cái mối liên quan mà cái gốc nó từ ngừng thở khi ngủ. 40% bệnh nhân mà sơ phổi nguyên phát là do ngừng, do bị trào ngược dạ dày thực quản. Do vậy người ta điều trị một cách thông lệ cái thuốc ức chế kháng axit. Và như vậy cái quan trọng nhất là chữa thì nó sống lâu sống khỏe. Cái quan trọng nhất chứ mình còn nói những cái chuyện mà bao nhiêu nó xa vời quá thì khó. Mà nếu mà chữa thì nó khỏe, tuổi thọ nó kéo dài. Ở nhà tôi bố mẹ tôi mỗi người qua 8-9 lần tuổi, chúng tôi 10 năm nay chờ mỗi người cái máy thở, cái đi công tác cũng khỏi, hôm sau tối chụp lên thì không có lý do gì mà nó ngừng thở được hết. Ban ngày có cái gì thì mình xử lý. Do vậy là coi như là bố chúng tôi 95 tuổi, rung nhĩ, hen, tiểu đường cũng nhẹ nhẹ, cho thở CPAP. Mẹ 80 tuổi, hơi bọc một tí, tăng huyết áp, cho thở CPAP. Thử là giờ vẫn còn sống khỏe. Thử là chúng ta thấy nó rất là có cái hiệu quả, mà cho thở từ hơn 10 năm nay rồi. Như vậy chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Và thứ hai, cái nguyên tắc là phải biết bệnh nhân nào cần phải điều trị. Những bệnh nhân mà mập phì mà có cái động lực giảm cân thì cho họ giảm cân song song, chứ chẳng lẽ thở trẻ béo phì ngưng thở khi ngủ, thở mấy suốt đời cũng cần thiết, trong song song đó để mà hỗ trợ cải thiện triệu chứng thì người ta vẫn tiếp tục cái chuyện mà chế độ tập luyện giảm cân. Có những trường hợp viêm mũi dị ứng nếu vẹo rất ngang thì mời các bác sĩ tai mũi họng sang như là phẫu thuật và điều trị. Rồi mấy cái khuyên tránh rượu bia thì khi ngủ thôi, cái tưởng đây là luật coi như là quốc hội chuẩn bị ra luật coi như là cấm rượu bia trong giờ làm, trong cái giờ trưa là giải quyết được chuyện này. Nhưng mà gần khi đi ngủ, đi ngủ nhiều khi mình đi ngoài giờ của mình trước khi đi ngủ thì thường ở Việt Nam chúng ta có thói quen là hay uống bia, uống rượu, đi nhậu. Và như vậy thì thật sự đối với những bệnh nhân là phải 6 tiếng trước đó không được sử dụng cái rượu bia, và phải điều trị cái buồn ngủ ban ngày và thức giấc ban đêm thường xuyên. Và đặc biệt trong thời gian tới, nếu hội giấc ngủ chúng tôi họp đại hội thành lập các cái ban về xong xuôi, chúng tôi phải ra một cái guideline về cái đại ký giấc, về cái chuyện mà là chẩn đoán và điều trị ngưng thở khi ngủ, hoặc là tầm soát ngưng thở khi ngủ ở các tài xế, các lái xe đường dài hay đường ngắn thì không sao. Và đây là cái nhiệm vụ chúng tôi đã đưa vào cái kế hoạch. Như vậy chỉ còn những cái trường hợp mà thôi bàn cãi thì chúng ta cũng không quan tâm lắm.
vai trò của giảm cân và vận động thì cái này bắt buộc nha. Có điều trị CPAP nha, thầy Diệu đang thở CPAP thì thầy cũng phải tập luyện, rồi thầy cũng phải thể thao, cũng phải giảm cân đó. Mình có mấy như vậy thì thật sự nó có cái là nếu mình giảm cân nha, thì nó cái chuyện mà điều trị nó lại càng hiệu quả hơn. Chúng tôi có một anh là hiện nay là lúc trước là trưởng ban tiếp dân của thanh tra chính phủ mới về hưu. Anh này đã từng gây tai nạn lái mùng 1 Tết cách đây khoảng 7 năm, anh lái xe coi như tông vô coi như một cái trạm xe buýt là coi như làm 7-8 người chở đi cấp cứu, thậm chí ngủ cũng không biết nữa. Và sau đó là coi như người ta phải đập cửa kêu, rồi sau đó là phải gọi cơ quan tới rồi giải quyết thế này thế kia. Và sau khi lúc ảnh điều trị với chúng tôi cách đây 8 năm, 7-8 năm là ảnh tới 80 mấy ký, bây giờ anh còn có chưa tới 60 ký, vẫn thở CPAP hàng ngày, thậm chí giờ là đã lái xe cách đây mấy năm còn lái xe đi coi như thanh tra kiểm tra rồi này nọ, và ảnh vẫn có cái động lực giảm cân. Và hiện nay chúng tôi gặp lại, chúng tôi cũng là thấy ngạc nhiên vì xuống cân như vậy, và như vậy rất là tốt, vừa thở CPAP vừa giảm cân như vậy, thậm chí tới một cái lúc nào đó mà không phải do những cái bất thường mà nó cố định thì lúc đó gây ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta có thể ngưng thở máy. Và do vậy hoặc là bữa nào có đi nhậu về mệt quá thì tự mấy cô thì để mà tránh cái ngưng thở khi ngủ sau khi mình uống bia uống rượu. Và những cái khác thì chúng ta thấy ở Việt Nam thì không có thói quen mà đi bổ cắt dạ dày này nọ đâu, như ở nước ngoài thì họ có như vậy. Và điều trị tư thế thì ở tư thế thì ở đây thì có cái hình minh họa thì thật sự rất là hiệu quả. Nếu mà chúng ta bị nhẹ hoặc là chỉ có ngáy thôi, nếu mà ở đây mà các chị mà có các ông chồng mà ngáy hoặc tối uống bia uống rượu mà ngáy thì lấy cái gì đó nhét dưới lưng, nhét lên cái gối, lấy cái gối, cái gì cũng mềm mềm tí cho đừng có chơi ác, cái gì nó đau nó cứng rồi nhét dưới lưng ta ngủ không được. Vậy là ở đây người ta cột cái chiếc băng tennis bay vào sau cái áo áo ngủ đó. Ví dụ trường hợp mà coi như là khó rồi nhét luôn cả một cái gối như vậy thì đâu có ngửa được, đâu có nằm ngửa được, cái ngưng thở khi ngủ nằm ngửa nó bị tắc. Thì ở đây thì dễ rồi, mình tưởng tượng ra biết cũng tại sao nhé. Hoặc là cái khi nó ngưng thở, mình nghiêng nó ngưng thở, cái đồng hồ nó báo nó phức tạp, nó ồn ào, cứ lấy cái gì mà chê xuống dưới lưng. Và do vậy cái điều trị CPAP trong 2019 thì người ta thấy thứ nhất là để thực hành nó tốt thì phải theo dõi máy móc nữa. Đó là chứ máy móc chứ thật sự chúng ta cũng đâu có an tâm, nhờ do vậy phải theo dõi máy móc. Một số người gặp trường hợp là máy móc mặt nạ như vậy nó nhiễm trùng nhiễm gì không thì chúng ta hàng tháng phải chùi rửa máy, mà cảm giác hơi đưa vào nó khô quá mình phải tăng độ ẩm vân vân, thì mình phải theo dõi kiểm tra máy móc các thông số. Về khuyến cáo thì ở đây trong cái phòng điều trị nó có 6 cái khuyến cáo. Thứ nhất, tốt hơn so với phòng điều trị người chúng ta bị ngưng thở khi ngủ có buồn ngủ. Do vậy cái này cứ có buồn ngủ nghe đó là có ngưng thở điều trị CPAP là tốt nha. Cái này là không bàn cãi vì đã được khuyến cáo trong 2019 của cái viện giấc ngủ của Mỹ. Ở Việt Nam thì nhiều khi chúng ta khuyến cáo chúng ta đưa ra cảm tính hoặc chúng ta theo kinh nghiệm, ở bên Mỹ đưa ra như vậy bảo hiểm phải trả tiền. Do vậy nó không có đơn giản đâu, đã đưa ra khuyến cáo bảo hiểm phải trả tiền, và do vậy là khi người bệnh có là bảo hiểm sẽ cấp máy cho bệnh nhân. Chúng tôi nó điển hình ở bên Mỹ, ở bên Pháp. Pháp là cái nước nghèo chứ, ông bố vợ và mẹ vợ chúng tôi thấy ngủ ngáy cho đi đo trên 30 lần. Ở bên Pháp cấp cho hai cái máy CPAP hai người ngủ. Nên tối là mỗi người cái máy chụp vô. Như vậy là do vậy cái chuyện mà chúng ta nó không phải là chúng ta muốn nói là ở Việt Nam nó dễ, là tại vì nó nói trên từng cá thể, chứ bên kia người ta là phải điều trị cho cả một cộng đồng. Ở bên Pháp có 200.000 người bị ngưng thở khi ngủ, thì tương tự cái số lượng máy móc nó như thế nào. Do vậy các hội giấc ngủ ở nước ngoài nó rất là mạnh. Ở bên Mỹ được có cái hội, ở Việt Nam rồi như may mắn là coi như được sự đồng thuận của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương và của Quốc hội mới ra được cái hội giáo y học giấc ngủ Việt Nam. Thế còn cái y học giấc ngủ, ngành y học giấc ngủ các nước trên thế giới nó phát triển cách đây hơn 20 năm rồi. Và nó là một cái y học phát triển của ngành y học đương đại, chứ không phải là giống như cái y học cổ truyền. Hippocrates đâu có phát hiện ra cái ngưng thở khi ngủ đâu. Hippocrates phát hiện ra cái hen, nói thế này thế kia, chứ còn Hippocrates đâu có ai, có ông nào thời kể cả hải thượng lãng ông của chúng ta đâu có chữ ngưng thở khi ngủ đâu. Cái bệnh này là cái thời kỳ đương đại, nó
bắt đầu ở Mỹ là từ năm 1979, và người cha đẻ của cái ngành này là giáo sư William Bino, đúng ra là về những cái hội nghị giấc ngủ trên Đà Lạt thì họ mới mất là vì cái ung thư gì cả. Là người đẻ ra cái y học giấc ngủ ở Đại học Stanford. Ông này là người gốc của Pháp qua Mỹ. Ở Mỹ nó có hai ông giáo sư nổi tiếng, thứ nhất là người cụ giám đốc của cái viện mà tim phổi huyết học của Mỹ cũng là một người Pháp, và cái ông giáo sư William Bino. Ông này ông lúc trước ông điều trị ngưng thở khi ngủ, ông mở khí quản. Mở khí quản có cái lỗ này thì lúc đó nó có máy đó, và sau đó mới phát triển thành cái ngành y học giấc ngủ, và tất cả các chủ tịch các cái hội giấc ngủ hiện nay đều là học trò của ông. Và như vậy thì người ta khuyến cáo là dùng áp lực máy thở áp lực dương khi mà ngưng thở khi ngủ ảnh hưởng đến chất lượng sống. Chất lượng sống chứ chưa phải là buồn ngủ đó. Chúng ta thấy như vậy các nước tiên tiến người ta quan tâm tới cái chất lượng sống, bình thôi sống sao cũng được, vui khỏe thoải mái là được, nhưng mà người ta sống lâu rồi phải dùng áp lực dương cho người được tăng huyết áp. Ở đây thì tiến sĩ Tấn sẽ nói về cái vấn đề này chuyên sâu hơn, huyết áp bao nhiêu, điều trị cái như thế nào, nó giải quyết được cái vấn đề gì để người tăng huyết áp, rồi phải điều trị áp lực dương với cái A này là auto BAA, đó là positive airway pressure, và như vậy là áp lực dương ở không kể là đồng mắt cho luôn, thở ô tô CPAP luôn, tự cái máy nó điều chỉnh cái mức thấp nhất là 4, cái mức cao nhất là 20. Tại bệnh nhân này không có nguy cơ gì hết, không có nguy cơ bệnh đồng mắt gì, không có bệnh tim mạch, không có gì hết, thì thôi cho thở ô tô CPAP. Thở yếu thì nó đẩy vô mạnh, mà thở mạnh mà nó tắt cái là nó đẩy vô mạnh hơn. Và như vậy là đây rất là thuận tiện. Và khuyến cáo thầy thuốc dùng có thể là ô tô thở áp lực dương tự động hoặc là cái liên tục cho người trưởng thành. Đã điều trị mà tự nhiên đã điều trị mình không đau gì mà mình đừng có nên cứ tiếp tục cho người ta điều trị. Và đặc biệt là cái thở áp lực dương hoặc là cái ô tô CPAP áp lực dương và tự động nó tốt hơn thở hai mức BiPAP, là dành cho một số bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy bắt đầu điều trị thì chúng ta cũng phải cài đặt áp lực và mặt nạ. Quan trọng nhất cái dung nạp, ảnh hưởng cái dung nạp của thở CPAP, đó là phải chọn lựa cho đúng cái mặt nạ mũi miệng hoặc là các cái ống mà mình nhét thẳng vào trong cái lỗ mũi. Rồi sau đó là chúng ta thấy là phải giúp cho bệnh nhân về cái chuyện mà trang thiết bị, nhất là người lớn tuổi, máy móc ấn rồi nhiều khi điều chỉnh rồi xúc dây xúc rồi rất là khó, và do vậy chúng ta phải chịu khó giáo dục cho người bệnh. Và thời gian sử dụng thì cái khuyến cáo trước kia nó chỉ cần đêm 3 tiếng, nhưng mà 2019 ta khuyến cáo phải tối thiểu 4 tiếng đồng hồ thì mới coi như là có hiệu quả. Chứ dưới 4 tiếng là nó không có hiệu quả, là tức là hiệu quả là nó cải thiện tất cả những cái hậu quả của bệnh, và nó cải thiện cái triệu chứng của bệnh. Và do vậy phải dùng tối thiểu là 4 giờ và một đêm. Như vậy 30 ngày trong tuần mình phải thở ít lắm là phải thở 21 ngày trên 30. Và như vậy là chúng ta phải thử 70% số đêm trong tháng. Và như một tháng 30 ngày chúng ta phải thở ít lắm là 21 ngày. Và như vậy nó phải cải thiện được cái buồn ngủ, chất lượng sống. Thì thôi chúng ta thay đổi Việt Nam, nhiều khi nó không phải là cái chỉ số mà thuyết phục để cho chỉ định điều trị buồn ngủ. Rồi một số cái bệnh khác hậu quả của cái ngưng thở khi ngủ như là tăng huyết áp. Và một số cái yếu tố chúng ta phải là giúp tối ưu hóa cái dung nạp của người bệnh. Thật sự cái có một cái là thở cái dụng cụ đưa hàm dưới ra trước nó rất là tốt đơn giản, nhưng mà cái dung nạp nó không khó, nó khô miệng tối ngủ phải nhét vào rồi hàng tháng nó vặn ra. Cái mà người ta thích nhất là các bác sĩ tai mũi họng thích là cái phẫu thuật, nhưng mà phẫu thuật nhiều khi nó nằm ở cái vùng thấp, nó không hiệu quả. Và do vậy chúng ta thấy là như cần phải giúp cho tối ưu hóa bằng cái những cái vấn đề về kỹ thuật, về bộ phận làm ẩm, các dây nhở và hệ thống điện, kể cả nếu mà thở nó nghẹt mũi thì phải dùng các cái corticoid xịt ở mũi. Và như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái điều hòa giấc ngủ. Thuốc an thần giống như chúng tôi đã trường hợp điển hình như ông bố chúng tôi đâu cũng lớn tuổi khó ngủ, chúng tôi cho dùng Lersumin thở CPAP
thôi đâu có sợ gì, mặc dù có bệnh hô hấp nhưng ta có thở CPAP cũng tránh được cái ngưng thở về đêm. Nhưng mà một số trường hợp mà dùng nhất thuốc ngủ thì mình cho thở CPAP, và nếu mà có chỉ định thì chính là không phải là để mình phòng ngừa cái tác dụng phụ về ức chế hô hấp, nhưng mà cái chính là có những trường hợp mình phải điều trị cái mất ngủ bằng thuốc an thần. Và chọn ở đây thì cái phần này chúng tôi bước qua, đặc biệt là các chị đồng nghiệp và quý vị đại biểu đi xem các cái hình ảnh nhé, hình ảnh thì chúng ta thấy các đủ các kiểu hết, hoặc là mũi điện, hoặc là mũi có cái ống nhét vào trong mũi. Ở đây chúng ta thấy hiện nay là tất cả các cái dạng, và thậm chí nó có cái dạng là trùng luôn cả cái đầu vào trong cái, chúng ta thấy là trùng luôn vào trong đầu giống như là cái mũi phi công vậy đó, và máy nó đẩy vào. Và một số người có cái chứng mà sợ bị trong cái buồng kín trùng vô, người ta cảm giác ngột thở nó rất là khó chịu. Ở đây là các cái dụng cụ, các cái mặt nạ, đây có cái loại này nó cũng rất là tốt. Về phía máy thì đây có một cái máy rất là ngọn nhẹ, nó bằng cái gấp đôi cái điện thoại. Thì vừa rồi chúng tôi cũng chỉ định cho một số các cán bộ mà hay đi công tác, họ phải đi thường xuyên, họ có cái máy rất là ngọn nhẹ, cũng khoảng cái chi phí khoảng 4 mấy triệu đó, và như vậy sử dụng rất là dễ dàng. Và như vậy về phương thức điều trị thì chúng ta thấy như vậy là áp lực đường thở liên tục, hai mức áp lực đường thở. Thì cái này chỉ khuyến cáo cho những một số trường hợp đặc biệt là bệnh nhân có cái đường thở tắc nghẽn mãn tính, và đa số trường hợp thì dùng cái CPAP và thậm chí ô tô CPAP cũng là rất là tốt. Và như vậy chúng ta thấy nếu mà sau khi mà chúng ta đã chọn cái CPAP quyết định mà điều trị xong rồi thì chúng ta có thể kiểm tra, và thậm chí là nếu mà chúng ta mà muốn mấy giờ nó có ghi lại hết trong cái thẻ nhớ. Thế và do vậy là chúng ta chỉ cần chúng ta có thể là kiểm tra giám sát lâu lâu, có thể là 6 tháng 1 năm đo lại không có máy coi thử như thế nào. Còn đối với con máy không cần đo lại, tại vì các thẻ nhớ nó đã lưu lại hết rồi. Và sau cùng cái phần giáo dục thì chúng tôi lướt nhanh qua thôi. Thì như vậy là theo khuyến cáo của Viện Chất Ngủ Hoa Kỳ, chúng ta phải giáo dục bệnh nhân về cái việc mà điều trị sử dụng CPAP, vì cái vấn đề này nó đảm bảo cho sự thành công của điều trị. Rồi chúng ta phải theo dõi, thậm chí giờ là người ta có telemedicine là theo dõi từ xa, theo qua camera, theo qua bao nhiêu là online, các cái máy thở mới thì nó có thể theo dõi online được. Và như vậy chúng ta thấy những cái vấn đề về kỹ thuật để mà chúng ta điều chỉnh, rồi sau đó chúng ta là điều chỉnh về các áp lực và cũng như là cái độ ẩm, chọn mặt lượng mặt nạ thích hợp làm sao cho người bệnh tối ngủ. Thậm chí là có những người ta thở với cái máy cái mặt nạ có thể 2 năm và máy tôi thở có những cái lúc mà đè bao giờ nó xẹp vậy, 2 năm sau thay cái. Thành thử là chủ yếu là người ta thích hợp chứ không phải là vì cái vấn đề về kinh tế. Và dù là bộ phận làm ẩm, làm ẩm cho một số trường hợp nếu mà không khí mùa khô quá thì mình phải làm ẩm, và đặc biệt cái giáo dục bệnh nhân ngưng thở khi mà chúng ta thấy Hội Lồng Ngực Hoa Kỳ cũng đã có cái khuyến cáo là phải giáo dục bệnh nhân là làm sao cho người bệnh hiểu được cái bệnh, hiểu được tác hại của bệnh và có cái tuân thủ điều trị tốt nhất. Thì kết luận là chúng tôi có những cái kết luận ngắn gọn vài câu thôi. Thứ nhất, đo đa ký giấc ngủ những trường hợp đang có triệu chứng, và cái đo tầm soát hoặc là để nghiên cứu không có gì, chứ mà để mà chỉ định điều trị phải đo đa ký giấc ngủ và tối thiểu là đo đa ký hô hấp. Và sau đó điều trị thì nếu không có yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, các bệnh động mạch khác thì lúc đó có thể dùng ô tô CPAP và điều chỉnh coi như là máy nó tự điều chỉnh. Đối với ở Việt Nam thì như vậy là về cái phần còn lại không phải vấn đề kỹ thuật và kiến thức hoặc là am hiểu về bệnh này, vấn đề còn lại đó là về cái chuyện mà ai được chỉ định, ai điều trị. Ví dụ tai mũi họng thì dễ mổ xẻ xong, còn đối với điều trị nội khoa như vậy chúng ta phải có những bác sĩ chuyên khoa, thì đây cũng là một cái nhiệm vụ của chúng tôi. Để hy vọng rằng với cái sự tiến bộ phát triển và cái sự mà năng động của đội ngũ các bộ y tế trong cái lĩnh vực giấc ngủ của các trường đại học, và như vậy thì trong cái thời gian tới thì cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là chất lượng giấc ngủ của bà con nhân dân chúng ta tốt hơn.
và như vậy là mọi người sẽ sống vui, sống khỏe. Phụ nữ thì có như sống khỏe, trẻ, da dẻ thì tốt. Các ông cụ bà lão thì như cái tuổi thọ, mặc dù nghị quyết trung ương 20 đưa ra là tới 75, chúng ta phải phấn đấu lên 80. Hiện nay đang xếp hạng thứ 10, đưa lên hạng thứ 4, thứ 5. Nước nghèo nghèo tí nhưng mà cái chất lượng cuộc sống tốt như vậy, cái tuổi thọ chúng ta cũng giải quyết được. Và đặc biệt là tránh cái trường hợp nào các cán bộ viên chức của chúng ta những cái cuộc vui mà nhậu có bia có rượu về ngủ mà có thể gây ngưng thở mà gây đột quỵ rồi nữa thì nó phải hạn chế tối đa, và như vậy nó giúp cho chúng ta có cái một cái môi trường cuộc sống và một cái giấc ngủ tốt. Giấc ngủ tốt thì nó sẽ có những cái để lại những cái hậu quả tốt hơn, và như vậy là chúng ta ai cũng thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc.